Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Yeah. Thì ngày hôm nay mọi người ạ, mình Duyên chào các bạn đi. Hello. Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại Thiên đường Bảo Sơn. Đấy, thì ngày hôm nay là trời khá là mát. Nói chung thực sự hôm nay là một cái ngày mà sát lễ 30 tháng 4 mùng 5. Thì theo mình đánh giá của mình thì ngày đi ngày hôm nay thì nó cũng không vắng, nó cũng không đông là mấy, cho nên là nó rất là vắng. Thì thành ra là nếu mà mọi người đi được ngày hôm nay thì đến đây chơi rất là vui. Thì theo mình được biết thì ở trong này rất là nhiều trò để trải nghiệm. Thì một lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem những cái trò gì và những ở những ở Thiên đường Bảo Sơn này có những cái con vật gì thú vị nhá. Rồi ok. Thì ở đây còn có bể bơi nữa. Bể bơi là rõ ràng rồi. Mọi người thấy ở trong này khu khung cảnh rất là đẹp nhá. Đấy, ok. Nào bây giờ cùng đi thôi, let's go. Ở đây kia là một cái bể bơi kìa. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy thì ở kia bể bơi rất là đông. Thì lát nữa mình sẽ ra trải nghiệm đấy nhá. Thì không biết là trải nghiệm thú vị không, nhưng mà mình hiện tại bây giờ mình đang thấy ở ngoài kia rất là nhiều, rất là nhiều địa điểm chơi như kiểu bể bơi chỗ nước sâu kìa, cầu trượt kìa. Đấy, nhà mưa, nhà bụt kìa. Rất là nhiều nhá. Thì tí nữa mình sẽ ra đấy trải nghiệm nhá, ok. Picked it up and put it in his pocket.
hands concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply let fade. Oh, but I don't close the door, waiting the chance for one will be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know. Ok các bạn ạ, thì qua video này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn biết là đây là một cái khu du lịch, khu gọi là vui chơi giải trí những ngày lễ như kiểu 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới ấy. Thì nói chung là nó rất là lý tưởng, có thể bể bơi này, còn tắm điếc này, hay là trò chơi mạo hiểm nó rất là nhiều. Thì qua video này thì vượt Long Môn nữa. Vượt Long Môn thì mình không chơi, nhưng mà cậu cùng cậu này chơi vượt Long Môn rất là phê, cảm giác nào con? Sướng à, rồi ok. Thì, sợ con. Ok các bạn ạ, thì cái vượt Long Môn ở đây thì cảm giác trải nghiệm nó rất là phê đấy. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một lần like và chia sẻ, đặc biệt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Giờ anh chào các bạn. Chào bạn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.